gì đâu cướp. Đi cho mẹ lấy đây gặp. Ây da trời, hai đứa trời ơi chết đâu rồi, lấy đây rồi, anh chôn sống tôi rồi. Dòng ở đâu anh, dòng ở đâu? Hai đứa nhìn xin nè. Anh có chơi em vậy anh Lâm? Trời ơi, anh lỡ không à? Thì đâu bỏ tay ra. Chống tay, chống tay rồi, chống tay rồi. Chống cái tay. Bóng mẹ. Hay quá Huy ơi. Đâu nha, rớt lại từ đầu nha. Chống cái tay hoài. Người ta để cái thằng này sát vô đây ra. Bên đấy đổi người. Trời ơi, yếu nghề vậy. Hai, ba. Ồ, không có được vậy. Không có được vậy. Đúng rồi, đi ra, đánh đúng anh. Nhớ lên. Từ từ buông tay ra. Trời ơi. Rồi để ăn đấy. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Lẹ mình ơi. Nhảy mình ơi. Hay quá. Hay quá, chỗ mình ơi. Ủa cái này là miếng hề hả? Hề hả? Miếng hề hả? Hề hả? Tới giờ làm rồi. Ê nó dính. Nó dính bột một lần là nó tuột hoài nha mọi người. Anh rồi, quá. Lên đi, về tiếp, về tiếp đi. Ủa, anh đổi đến lượt anh mà. Con gì có con nhìn vô mắt anh rồi. Ngoài anh. Để tôi. Hãy xem đây. Rồi. Cái này là phải biết về rồi. Đúng rồi. Cái này là phải biết về rồi. Đúng rồi. Ba lần. Ok nè. Nha. Lần thứ hai nó ấy nha, lần đúng thứ hai nó ấy nha. Mày đợi vô đi mày. Chết rồi. Mệt quá. Nhanh lên đủ ơi. Đây anh đỡ cho. Sao đứng vậy? Anh đỡ cho. Sao đứng vậy? Đây để anh đỡ cho. Rồi sao đứng vậy? Mạnh lên. Mạnh lên. Hả? Đập đầu anh ơi. Sụi rồi à? Sụi rồi à? Thôi ơi, sao vậy? Sao sao vậy? Tới tôi. Anh tác. Rồi sao mày đứng lên? Sao lên? Lâu. Cố lên, kẹp vô. Cố lên mình ơi. Khổ quá. Trời giò anh ơi, trời giò mình ơi. Tại dây bột dính rồi nó tuột quá nha. Đúng rồi, nó trơn quá. Đừng có giỡn đâu. Đừng có qua lần thứ hai là nó đuối liền á. Đuối rồi, mệt rồi. Rồi, thời gian còn 1 phút. Nhanh đi đấu. Hay quá Tú ơi. Để tôi làm cho anh. Rồi, xong. Rồi, tôi ráng trái nữa là đẹp nè. Em sợ nó tuột thôi nè. Được mà đây. Trời ơi. Ây da, ây da. Trời ơi, quá, khó quá. Mày chưa đi kia, chưa đi mà. À, chưa đi, hai lần lại. Chưa tới. Ha. Mình kéo đây nè, nó còn bị nó nè. Yeah. Mình ơi, mình yếu nghề, mình đi ra đi. Ôi, mẹ mình kéo đây nè, nó còn bị nó còn ấy nè. Đứa nào vậy? Làm được, lâm.
Ui da. Hay quá mình ơi. Hết giờ anh Huy ơi. Trai ơi, ôi hai vợ chồng mình đã đem về tổng cộng là 5 quả trứng trai. 5 viên trai trứng trứng trai. Ê, sao mày văng qua đây vậy? Trời ơi, anh ơi. Sao anh hốt sao bừng qua đây? Trời ơi, con người gì mẫu dơ quá vậy? Trời ơi, dơ vậy? Trời ơi. Ê. Thôi. Quý ơi, tạo cái vòng này Quý ơi. Cứu tôi. Trời ơi, mình không có thời gian mình làm rồi. Trời ơi. Ôi, ghê trời ơi. Văng lên đầu. Hết một phút. Đổi người. Hiếu thấy được bước không? Em thấy. Tôi bào cho nó mỏng rồi thôi, em cạo vô đó. Em cuối cùng là em vô đó. Anh múc ra ngoài dùng đi, chị nhanh đập vậy cũng như không. Thì cái này của anh là chỉ múc vậy thôi. Ôi, đất gì mà đất cứng vậy đó. Không được, anh múc đi, em mới là người đào. Hiếu ơi, đào cái viền trước đã, đào cái viền trước cho nó ra. Đúng rồi. Trời ơi. Tôi mệt rồi, tôi không đào nổi nữa. Ủa sao tôi bỏ nhanh vậy? Tôi điền đẩy vô trong chứ cũng kia mà hất làm sao được. Anh Tuấn là có nhiệm vụ xuống dưới nha. Anh múc nha. Không, anh xuống càng sâu càng tốt chứ. Đổi người. Đổi chị anh vô, anh đóng thời gian đi. Trời ơi. Nãy rồi. Chú Sáu ơi. Trời ơi. Chú Sáu múc cơm cho con, chú Sáu ăn hay gì vậy? Đúng rồi. Nhanh. Ra chứ. Ra được nhiêu hay nhiêu. Đổi người. Khỏe đi. Bỏ lên anh ơi. Được nè, phân bớt nè. Anh ơi, anh lớn đừng để em. Anh ơi, vô đầu em anh ơi. Trời ơi. Anh đừng vô, đừng cho tôi sao đọc phép. Trời ơi. Anh chôn sống tôi rồi. Trời ơi, thù lâu rồi. Anh Thịnh trốn sống em tôi rồi. Anh Thịnh ơi. Giống hai bà hàng xóm với cái lộn rồi. Trời ơi, tại sao bà dục dắt cho nhà tôi? Bao nhiêu lần rồi, hả hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Tôi đã cảnh báo với bà rồi. Tiếp em ơi. Tôi chạy. Hết một phút. Tất cả cùng nhau đào đất. Tất cả chứ. Tất cả. Ủa tất cả hả? Ê, đào một cái lỗ chỗ. Một lỗ sâu nhất thôi. Một lỗ sâu nhất được rồi. Đó, hiểu. Sâu hết. Đây để em chơi bỏ cho. Trời ơi. Ủa Lâm xài cái đó không được rồi. Lâm không được rồi. Được không? Mình không ai cản rồi. Không được rồi. Trời ơi, tôi làm cái gì anh? Tôi làm cái gì anh? Ủa, cái của em nó bị dây rồi. Vô làm đi, đừng có cãi lộn nữa. Em làm giùm tôi cái đi. Anh Giang ơi, nãy giờ em thấy anh lớn mạnh trao gì anh Giang ơi. Nãy giờ anh chịu đựng, giờ anh tấn công đó. Cãi lại anh. Ô bé cứ hốt cho rõ ràng đi ạ. Ô bé. Anh ô bé nãy giờ rồi, yên tâm. Đừng để. Em làm giữa, anh làm giữa. Lâm đi viền đi Lâm. Em đi về hả? Đi viền. À đi viền. Ờ đi viền đi. Đúng rồi, anh Khánh ơi, ok Khánh ơi. Chuẩn bị hết giờ. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ dừng tay ạ. Bây giờ hai đội kiểm tra xem cái hố của mình có cạnh đủ dài 1,5 mét chưa. Đúng rồi ạ. Đúng rồi, xuống mình thử nè, nằm đi. Thôi gì mà.
Rồi đắp đất lại, đắp đất lại. Mời tổ thiết kế vào đo đạt kết quả. Vui vẻ anh em không à? Anh em à, nhiêu giờ lấy nhiêu. Chứ giờ muốn chứ, chứ giờ muốn nhiêu? Muốn nhiêu anh em đưa gửi cho anh em không à? Chỗ làm ăn mà khó khăn quá à. Vô gì đi. Tao, tao mới rửa nha. Như vậy, ở thử thách đào đất này thì đội thắng cuộc chính là đội Đức Thịnh, Trường Giang, Hiếu Thứ Hai và Ngô Chí Huy. Yeah. Không phục, không phục, không phục. Sao không phục? Nói đi, nói đi, không phục gì? Không có lý do, không có lý do. Có chung tiền rồi mà đó kỳ vậy? Vậy mới là trả tiền, cái bên thiết kế trả tiền. Đúng rồi. Hồi nãy đưa tiền là không lấy thì ok. Tự nhiên lấy tiền người ta. Ok ok, không sao, chuyện này ban tổ chức sẽ giải quyết ha. Một. Bắt đầu, bắt đầu. Bắt đó. Lẹ đi chị ơi. Bắt đi. Ai mà làm được nhiều thòi lòi được về thưởng cái yếm đào. Chạy ốp, ốp xuống, ốp xuống, ốp. Wow. Ê, dạ, 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 dạ. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Quê, đứng lại con ơi, đứng lại con ơi. Hey, hey, hey. Ba cha. Ôi trời ơi, ê, thôi lôi mày chạy, thôi lôi mày chạy. Gom lại, gom lại. Đó. Đi đi, có, đem mà cho em đi. Lại đi, lại đi, lại đi. Lận con anh nói nè. Ủa sao đi giật kỳ vậy? Ủa tụi mới đi, đi 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 ở ngoài đằng xa chứ. Ai nói? Đi từ cái cầu chứ. Trời đất ơi. Đi từ cái cầu. Không có đi từ cái cầu gì hết. Đi phải đàng hoàng từ cái cầu đây chứ. Đó. Đi xin lỗi cái cầu. Đi lại đi. Rồi nè, đi lại nè. Trời ơi. Đâu? Có hồi lòi rồi nè. Đè lòi đây. Đổi xong đổi cái đũa. Chị Tắm. Chị đây nè. Em đá chị là... Em lát về mẹ cho cái yếm đào. Nghe em chị nhìn. Lấy đi em. Trời ơi bà nội ơi. Bút tay mà tưởng cái thời loài. Anh Lâm, anh Lâm. Người chị dãi nắng dầm sương. Cái gì? Cái gì? Thả rồi ra. Thả rồi lòi ra cho coi. Ủa, Jennifer hả? Mang về luôn mà đưa Jennifer cho anh, chạy lẹ lên. Phát anh nhiều vậy? Không được. Ê, ê, anh nhiều quá. Lâm ơi, phong sinh hồi lòi đi. Trời ơi. Ây da. Lâm ơi. Lấy đi. Trời ơi. Sao ác như anh vậy? Á hả? Á, dậy tay, dậy tay. Á, dậy tay, dậy tay. Hay quá. Nói dậy tay cái xong luôn. Ủa. Phát ơi. Phát ơi. Ăn hiếp, ăn hiếp, ăn hiếp, hiếp trong đội tôi. Nhiều quá, mình chụp lại. Ủa. Trời ơi. Trời ơi. Mẹ khúc này giành được nè. Tại vì nó còn máu. Bỏ vô lỗ là không ok. Thôi chương trình mình chơi đàng hoàng, không có mà đánh lộn giật lộn. Tôi không bao giờ mà thích cái bạo lực. Cái bạo lực, bạo lực. Bạo lực. Bạo lực. Bạo lực.
Thằng ơi sao vậy? Bao giờ? Tôi có thể chết như cá của tôi hay không? Em giấu cái này ở đây nha, tại vì sợ bị lấy á. Đồ đây, đồ đây. Đâu đây, đâu đây. Tới gì, tới gì. Đâu, còn gì nữa không? Nè em đi đi. Ủa, gì vậy? Cướp vậy? Ai làm gì đâu, cướp. Đi cho mẹ, lấy đây gặp. Ây da, còn hai đứa. Trời ơi. Stop. 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 Rồi lấy đi. Anh đâu? Anh cướp. Trả lại cho hai con. Trả lại cho hai con nha. À, em thấy anh lấy nhiều lắm. Trả lại cho hai con. Không. Anh Phát ơi. Anh Phát ơi. Cái con. Ây da, chết tụi. Ây da. Ây da, chết tụi. Ây da. Ây da, ây da. Con cá thòi lòi. Ai Lâm ơi, Lâm ơi. Ai Lâm ơi, Lâm ơi. Em đây. Nè. Ê, ăn Giang kìa. Ăn Giang quá vậy. Nè, đưa về đây. Đưa cái rổ cho. Đưa đây. Mang về. Cái rổ nè. Trên mang về đi. Ê. Lắp. Ê, thôi lôi. Ê, dạ. Ê, thôi lôi. Ê, dạ. Thôi lôi. Lớn lôi. Thôi lôi. Thôi lôi. Lớn lôi. Hai con luôn. Anh chưa bắt được con nào mà. Cái gì vậy? Anh ra đi. Anh đang giật hoài vậy? Hiếu ơi. Dạ. Hiếu gì? Hả? Ây da. Lên đây rồi Rinh. Rinh đây. Rinh đây. Anh đang hồi lôi nè. Đúng rồi. Rít ra khó thở quá. Ây da. Anh điên cùng. Đúng không? Đúng không? Anh coi chừng anh mất lưỡng này đó. Cái gì? Mất giác nha. Ok, thả con này về biển. Thả con này về biển. Giờ đi lại thôi. Cái gì vậy? Ơi, đây. Đi ra. Nè, cái này ok nè. Hiếu. Ơi. Phải. Trời ơi. Anh là Châu Hút hả bộ? Lâm ơi. Thôi lôi của ta. Trời ơi. Lâm ơi. Cứu em. Trời ơi, chết tôi rồi. Có được con heo. Quá.
Hiếu ơi, Hiếu ơi, Hiếu à. Lên rồi. Lên rồi. Cái chân trộn dưới mà lên đâu. Nó lên đầu hết trơn á. Ở đó, đứng đây cho chui. Quá cho chưa. Quá cho chưa. Đem chiếc loại phẩm về đi à, hết giờ. Ta có thể chia sẻ về cái chuyện trải nghiệm đánh bắt này như thế nào ạ? Tôi thì tôi thấy trong cái này mới thấy được cái sự gọi là thấy hiểu không? Sự ấy là sao anh? Vâng. Sự ấy là sao anh? Em còn không biết. Em mười mấy thời loại đâu? Dạ, nó từ bên đây cái nó di chuyển qua mình. Ủa? Không có nha. Lên đây làm ăn trong sạch nha. Dạ đúng rồi. Mềm quá trời. Mũi kìa có trong sạch không? Trời ơi, ai cũng vậy. Có trong sạch quá. Mà sao để một cái người mà có mét mét tư như vậy mà cướp được em hay vậy? Nè, đó nguyên con trong nước nè, giật em trời ơi. Tôi mà giật lộn được với chú là tôi bung cái càm tôi ra rồi chứ phải tôi nguyên vẹn tôi đứng đây đâu. Lên bờ xuống ruộng luôn. Em bị Ngân Kiếu Huy giật lên bờ xuống ruộng. Em bị Võ Tấn Phát hả? Múc một bụng bùm vỏ vô ba ống chúm lửng. Ở đây người ta kêu là Hà Rầm, người ta kêu là Phát ơi, thầu lời, thầu lời. Em mặc kệ em vẫn chơi. Tại người ta giật của em. Em ngước mặt lên như con thằng lòi sống vậy đó. Thằng lòi sống vậy đó. Rồi, giật công đi hả? Công đi. Quê. Ủa? Trời ơi, hay vậy đó. Trời ơi. Đất nghe. Wow, hay anh thêm vậy. Thêm có được gì đâu. Quá. Quá trời bộ. Ủa? Hết rồi. Mình đừng có tính ký, mình tính con được không? Nhiều mà. Em bắt nghêu cái này là về mẹ đánh em chết. Nhớ rồi tạm nhà ngày hôm nay mình đói rồi. Đây không có yến đào đâu. Ừ. Mà có cái nuôi gì. Trời ơi giữa nữa. Giữa nữa. Thương lái cho tôi nghĩ là 2000 đi. Bốn lạng. Bốn lạng. Bốn lạng thôi. Thắng rồi, hỏi gần nữa. Thôi. Hay vậy. Anh phải thử mới biết được chứ. Thử gì rồi. Trời ơi. Các cha ơi, các cha. Không có nghe nào sống mà hả mỏ chân á. Sao tin tưởng được. Không, cái nó bị ngợm này hả mỏ đó. Đi. Trời ơi, em lại anh. Thử đi không anh. Thử đi không anh. Thôi để tụi em tự sợ. Rồi đó. Trời ơi sốc kỹ quá tội nghiệp. Sao mà anh sàng bên nông dân thì hãy sợ tôi. Sốc gì là con nó đã nữa. Tôi đã cực quá rồi. Há miệng nữa. Tôi bán mặt cho đánh bán lưng cho trời rồi. Có nông dân mà cái miệng như vậy hết trơn. Bà con chứ không ai bằng mấy cái miệng này hết trơn. Ở đây có đàng hoàng tử tế lắm chứ không ai mà vậy á. Rồi cái gì đây. Trời ơi. Thằng Giang tới từng. Trời ơi Giang thương. Năm lạng. Hơn mình đúng lạng. Thôi rồi mình gỡ lại không sao. Lấy cái rổ dưới gì mà anh ấy. Trời ơi. Trời ơi rớt nữa nè. Lụm phát. Ăn gian nó vậy. 1, 2, 3 2 thứ 2. Rồi, con đánh, con đánh. Đây, bên em. Ok, từ, xong rồi, khỏe rồi. Trời ơi, có tình quá. Có tình quá đi. Vợ chồng tôi khổ rồi. Có tình quá đi. Vợ chồng tôi khổ rồi. Bây giờ tôi hỏi bà con nha. Con cá thợ lòi nào vậy? Trời ơi, trời ơi. Nó dám đùi tôi. Trời ơi, luôn mà. Ôi, 1.8 hay quá. Rồi. Kẹo nó đi đâu xuống dưới vậy? Ủa sao giờ còn có nhiêu nè? Ủa? Anh ăn vàng quá anh Giang ơi! 3kg, rồi 3kg, 3kg. Rồi, 3kg 1. Rồi, bán luôn. Này mà... 3kg 1, bán, ok thôi. Này mà buôn bán chắc thường ra tôi quýnh phù bỏ. Tụi tôi chịu, tụi tôi chịu. Đúng. 3kg 1. Rồi, 3. Cái này mà tắm liền nha, chứ còn mà khoảng 3 tiếng sau tắm là... Rụng hết tóc nha.
Đây là địa điểm để các bạn thực hiện các thử thách liên quan đến món bún ngang. Các bạn có phân biệt được con ngang với con vịt không? Ngang là con vịt chim, con vịt là vịt thường. Chúng tôi là những đội thông minh. Đúng. Chúng tôi còn biết con vịt đực, con vịt cái như thế nào nữa cơ. Con vịt đực nó kêu sao anh? Là nó khàn khàn. Đúng, giọng sẽ khàn hơn. Vịt cái sao? Cáp, cáp. Con vịt đực thì cái đầu nó sẽ bự hơn. Dạ. Và cái đít nó nhỏ hơn. Đúng rồi. Vì đúng cái đít nó không có hoạt động. Còn vịt cái phần mông nó hoạt động nhiều hơn, bị nó đẻ. Dạ. Thấy không? Một lứa đẻ mấy chục trứng bự hơn. Đầu vịt cái thì nó nhỏ hơn. Thì ra là vậy. Với lại cái tròng mắt của con vịt đực là nó màu nâu, còn kia là màu nhạt. Đúng rồi. Tròng mắt luôn. Sau lưng các bạn đang có một trường vịt và ngang trộn lẫn. Và thử thách của các bạn là trong vòng 3 phút, các bạn phải bắt được con ngang tên là gà. Con ngang gì? Con ngang tên là gà. Con ngang tên là ngang thiệt chứ. Con gì mà ngộ vậy? Phía trước mặt là những bộ đồ để trang bị cho việc bắt ngang. Xin mời các bạn mặc vào. Tưởng là bắt ở trong cái đồng này luôn chứ. Hiểu nè. Rồi, dạ, cảm ơn. Ok. Kêu gì vậy? Vui quá. Thiếu bọc đồ đẹp nhất nha. Đây là những bộ đồ bay. Đồ bay là sao? Có nghĩa là con gái có bộ đồ mà dính liền người ta kêu đồ bay. Zoom suit. À, đó. À. Nó tới đây là ok đó. Nước ở đây thì tới đây thôi. Dạ. Đúng. Tới đây mà bạn tới đây là ok. Ủa vậy là mặt này làm chi? Mặt này làm chi? Cho nó đẹp thôi. Dạ. Ủa đi xuống bắt vịt đeo kiến chi vậy? Đó em màu hồng, em là led bin mà. Kính này là kính bin. Led bin. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Bắt đầu. Từ từ thôi. Bắt đầu. Từ từ thôi. Từ từ thôi, từ từ té. Trời ơi. Trời ơi. Có từ từ thôi nhỉ. Khoan bấm giờ đi. Em chưa đủ bình tĩnh. Em chưa đủ bình tĩnh này. Từ từ từ. Tết súng rồi, lọc bọc ở trong rồi. Lành ít dữ nhiều nha. Sao màu là nông kìa. Chỗ này sâu lắm anh ạ. Sâu không? Sâu. Tôi thấy sâu nha. Thích bắt đầu. Rồi rồi, đi 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 đi. Lọc bọc ở chỗ này này. Chỗ này sâu này anh này, cẩn thận. Nương nhau vào sống nè. Đây đây, chỗ anh vừa ngã. Wow. Ê ê, anh ơi. Ôi ôi ôi. Wow. Ê ê, anh ơi. Ôi ôi. Anh ơi. Anh ơi. Ê ê, nương này không, nương này không được. Thúi quá anh ơi. Sao quá vậy? Nương này không được. Chết đi, tôi vô luôn rồi. Oanh. Ê, nước tràn vào rồi. Nước tràn vào rồi. Sâu quá. Ôi sâu quá. Rồi. Sâu này không bắt được. Bây giờ giữ cho anh vô cái này. Đè xuống đây. Này là thúi quá. Sâu quá. Thúi quá vậy. Vô vùng cấm địa rồi. Anh qua đi, anh bước qua đi. Rồi vô được rồi. Dạ. Đi. Con gà. Chuột. Đi. Vô qua đây. Dòng vào đâu anh, Để dịch xin luôn nè. Anh có chơi em vậy anh Lâm? Trời ơi. Anh Lâm không à? Hãy đến đi với ta nào. Ê, nó bên kia em rồi. Mày
cái con của em tên gì? Tên là Ga. Rồi tiếp được không? Cứ thủ con này đã nhá. Ôi ơi, có con ngan tên là Chris này. Ủa, này ôi ơi, có con ngan tên là Chris này. Chris, bắt con ngan Chris. Đây em, đây em, đây em. Xem có con ngan nào là Ngô Kiến Huy không? Ôi, nó ra mất thì không phải chứ đâu. Ê, trời ơi. Này, này, này. Ủa, đâu rồi, đâu rồi. Quay lại đi. Trời ơi, ai vô không đẩy lưới lại, Lâm ơi. Đấy. Sâu quá. Em rút cho hết được rồi. Lùa vào anh ơi. Quá sao sao để ông lùa vào này. Lùa chết chứ. Trời ơi, nó nặng quá. Lại ơi, lùa chết chứ. Cái này, nó đổ nước rồi rồi. Mở quá. Nhanh lên anh ơi. Nó đổ nước rồi. Chết rồi. Thôi rồi. Vỡ trang trại rồi, trời ơi. Anh Lâm ơi, lùa vịt vào đi. Nàng tên cá ở trên kia kìa. Em không còn đôi chân nữa rồi. Các tiểu thơ, hãy đến với ta nào. Hay, tan nát trang trại rồi anh ơi. Đấy, đánh xi nhan trái rồi, trái phải. Hay quá. Rồi, đánh xi nhan. Vô, rồi, mời vô. Rồi, vào. Lại vô. Hiếu ra không sợ. Vào rồi. Hay Hiếu quá, ơi, hay đừng quá. Im, đừng im ông nọ. Này, Lý Phang. Lý Phang. Lý Phang. Kiểu bạc anh đạt. Rồi xong. Lên. Rồi. Rồi. Ây da. Ào. Ok. Bây giờ ngang chỗ đó, chỗ té đó. Ok ok. Rồi. Đấy. Cho nước nhiều vậy? Nó vô trong đó rồi đó. Cái này không phải là giúp mình đâu mà hại mình đó anh Giang. Đúng rồi. Đi quá rồi. Thưa quý vị, sau một thời gian cuối cùng chúng tôi đã chiếm được lễ phẩm. Phát phim Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bộ phim Những Cuộc Phiêu Lưu của Sinbad. Thứ hai trong vai Sinbad. Sinbad đổ hùng vậy? Ôi vậy hả? Đẹp lắm. Trường Giang trong vai Duba. Nam trong vai Ronja. Bảo Lâm trong vai Mê. Nước mệt. Nước mệt. Ăn tụt gì ra vậy? Wow! Wow! Dòng như tiếng. Trời ơi! Chưa bao giờ mà nhiều như vậy. Chúc mừng các bạn đã thành công nhiệm vụ bắt con ngang tên là Gà. Trời ơi trời! Yeah. Các bạn sẽ được chọn 3 trong số 5 nguyên liệu sau đây. Ngang, rượu trắng, măng khô, nấm hương khô, nấm mèo khô, gia vị bún ngang. Mình có giò lụa rồi nè, mình có gà rồi nè, yeah. Mình có mắm tôm rồi nè, yeah. Mình có rau nêm rồi nè, mình chỉ thiếu mộc nhĩ. Rồi, giờ mình lấy một cái mộc nhĩ, chốt cái đầu tiên là còn 2 cái nữa. Lấy con ngang với lại măng. Mẹ thương. Ngang với này thì lấy không được lấy 1 trong 2, phải lấy 2 thứ mới ra món. Ba nói chuyện lẹ đi con, mà nó quậy rồi nè.
chương trình tôi chơi cách cớ hả? Không lấy nè đi, ngứa quá, quý mà ngứa quá. Thôi bàn. Mà rồi, quá bàn. Xuống mình bàn. Năm băng. Ngang. Rồi. Đâu. Rồi. Xin mời các bạn di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Ba anh em mình đi, Hiếu ở lại sắp xếp cắm cái lưới lại. Ủa kì ơi, thôi thôi đi luôn đi, người em ho lắm rồi, chịu nổi đâu. Anh xin. Hai đứa lên trước đi. Xuống đi để anh cởi đồ cái, xuống trước đi. Ôi. Ủa anh Giang. Vậy con kêu xuống nữa. Giang. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.